trong ngày 12 tháng 11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Medvedev. Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ hết sức vui mừng trước những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian vừa qua của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng mặc dù quan hệ phát triển rất tốt đẹp, song tiềm năng hai bên vẫn còn rất lớn. Các bộ ngành hai nước cần triển khai có hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, chủ động tìm ra những biện pháp thiết thực để thúc đẩy quan hệ. Chủ tịch nước đề nghị phía Nga đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án lớn tại Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật quân sự, đặc biệt cần đưa dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trở thành biểu tượng mẫu mực của tình hữu nghị và hợp tác mới giữa hai nước. Tổng thống Medvedev hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch nước và bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai dân tộc. Tổng thống tin tưởng rằng việc phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có như triển khai danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2012 và tăng cường hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ cấp Phó Thủ tướng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt-Nga. Hai vị lãnh đạo cho rằng truyền thống hợp tác trong lĩnh vực năng lượng rất tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Tổng thống Medvedev, Thủ tướng Nga Putin và các nhà lãnh đạo Nga khác sớm thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Medvedev đã vui vẻ nhận lời mời và mời Chủ tịch nước sớm sang thăm Liên bang Nga. Chủ tịch nước ta đã vui vẻ nhận lời thăm Nga vào thời gian thuận tiện cho cả hai bên.